Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua Gian, một phiên bản mới nhất của Gian. Một phiên bản gọi là chưa từng được lăn bánh, bây giờ được xuất hiện tại cửa hàng em. Vâng, là một chiếc Gian Speeder 2020. Vâng, một chiếc xe cực kỳ mới các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, như em giới thiệu ở đầu video thì chiếc xe này có chưa từng được lăn bánh. Đây, tất cả chi tiết nó còn rất là mới. Em đánh giá chiếc xe này phải trên 95%. 5% cũ ở đâu thì em chưa check ra. Xe mới về. Đây, toàn bộ tay nắm với cả ghi đông đều được quấn giấy băng dính. Và đây là giấy ni lông, chưa bóc ra luôn. Nếu mà đi rồi người ta sẽ bóc như thế này ra. Rất là mới các bác nhé. Đây là hình thức xe. Không có một vết xước nào cả. Ốc thì còn rất là bóng và sáng đây. Cái van hạt gạo này rất mới. Đây là yên của Gian, nguyên bản chính hãng các bác nhé. Một phiên bản mới nhất của dòng xe đua Gian Speeder 2020. Đây là càm, cũng không xuất hiện một vết xước nào cả, rất là sáng và bóng. Vâng, và xe sử dụng củ đề Shimano Toley và đĩa của Shimano Toley thôi. Đôi đĩa 2 tầng. Tay bấm lắp Shimano Toley. Tất cả phản quang này mình theo xe hết. Bên này bên bấm đĩa 2 tầng các bác nhé. Xe vừa bấm vừa lắp. Tay quấn thì vẫn quấn ly lông, các bác về mua về có thể bóc ra. Tay quấn thì rất là mới rồi, chưa từng sử dụng. Nước sơn lì ở ghi đông của Ford đây, rất là mới, khỏe. Vâng, và xe có size M các bác nhé, của các bác từ 1m65 đến 1m7, trên 1m7, 1m73 trở xuống. Cọc yên của Gian, yên của Gian. Vâng, xe sử dụng 7 tầng lip và 2 đĩa cho xe 14 tốc độ. Thì đĩa 2 tầng đây. Bây giờ sẽ test chuyển động của xe. Vâng, và đây là lên lip. Xe chưa từng sử dụng nên chuyển động rất là tốt các bác. Xe hình thức trên 95%. Còn rất là mới. Xích và lip thì hình như mới đây. Xuống đi. Đây là bên đĩa 2 tầng. Xuống đĩa. Gạt đĩa Shimano Toley. Tất cả bộ chuyển động của Shimano hết. Lên đĩa.
Vâng, chuyển động rất là tốt. Vâng, và xe sử dụng bộ phanh đĩa của Gian nguyên bản các bác nhé. Đây, chữ Gian đây. Bộ phanh đĩa. Mayer bạc đạn các bác nhé. Sử dụng bộ Mayer bạc đạn. Bộ phanh trước của xe cũng của Gian. Một chiếc xe rất là mới. Vâng, và chiếc xe Gian Speeder 2020 đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp mức giá 6.900.000. Miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.